đâu đây. Bệnh thì mấy tháng này nó đau hai tháng nè. Và chân rất là yếu, đi đứng rất là khó khăn. Đặc biệt là khi mà xuống dốc đi nó mất cái ba lăng, nó không có cái sức mạnh nữa. Đúng rồi. Và lên lên cầu thang như lên xuống cầu thang rất là khó. Thông thường thì đặc biệt khi mà ngồi thì cảm giác như mà mọi điều nó rất là cứng và nó dồn hết máu nó không biết không. Rồi. Dạ. Mà trước đó em bị tai nạn gì vậy? Dạ thì em đã mổ 10 năm trước mà. Mười mổ gì gì? Mổ nó mổ cái facet joint đó. Cái gì, tức là bị tai nạn giao thông đúng không? Không, tập tạ. Người tập tạ. Thiên nặng quá xong rồi nó trực cuộc sống rồi nó chèn ép vô cái thần kinh đó. Biết rồi, nói biết rồi. Thì lúc đó thì nguy hiểm quá rồi mấy bác sĩ phải mổ. Mà sau khi đó thì em hồi phục rất là tốt. Mạnh mẽ lắm. Cái bệnh này là phát là lúc nào? Lúc thì 10 năm trước đó. Mới đây hả? Mới đây. Dạ, dạ, mới đây là cũng 7 tháng rồi. 7 tháng rồi nhưng mà trước cái 7 tháng đó đó, dạ. Trước khi bị vậy đó em có bị một cái tai nạn gì nữa không? Dạ không, nó có cái dấu hiệu cũng 5 năm trước rồi là rất là đau lưng và tự nhiên cái chân nó yếu mà nó chạy không được nữa. Thì từ đó mình nghĩ là... Bây giờ em chạy đi được? Dạ không. À, rồi đi lẹ cũng không được. Đi lẹ cũng không được nữa. Dạ, rồi, rồi rồi em gì đó. Em chụp hình bác sĩ nói sao? Thì thấy là có gai và phần lớn thì chèn ép cuộc sống cổ và gai. Dạ gai. Nó nói tiếng Anh là osteoarthritis. Nó bị mổ, mổ cái gì? 10 năm nữa đó. Có mổ ở giữa. À, rồi giờ em đi thử rồi. Em mượn người tánh đồ đó đây. Rồi đi nhanh lên. Đi thử rồi, đi gờ hết sức đi được. Đặc biệt lúc mà đi bị giật. Ngồi dậy và đứng dậy thì nó rất là yếu. Rồi. Bây giờ ngồi xuống vậy, stop. Rồi ngồi xuống vậy. Thì cứ làm cái lên cái nào là hay đấy. Dạ. Tới đây là đó, cảm rồi. Giác là coi như là xong, nếu mà té luôn á. Rồi là nghĩ sao về đây chữa? Dạ thì quyết tâm. Dạ quyết tâm mà. Có hy vọng gặp tôi không? Dạ có chứ thầy. Cho nên mình à? Không. Ủa cái gì mất vậy nha. Thầy tôi không có lấy đâu. Hả? Rồi thì cắm dùi đây 2 tuần. Dạ. Có học cắm bệnh không? Dạ. Lại cũng bạn em hả? Mai phục cho bằng được mà. Đấy, mai phục cho bằng được đúng không? Cái gì vậy? Rồi, quý vị.
anh em cũng xỉn rồi. Anh em lên. Lên, nằm lên, rồi lên. Vô sự do trời ha. Dạ. Ha. Thêm một người giữ thêm một người lên đứng giữ không? Ai mạnh mạnh chút không có người đâu kia, em đứng bên kia, ông này đang đau được làm đi. Người nào không đau rồi, ông này đang đau được làm, người nào giữ hai chân, giữ hai chân, giữ vào sau chân, giữ tiền nó ở, giữ chặt chân lại. Thiên địa quỷ thần kiếm giáp. Thiền để thành Phật cái nha, không thành nổi rồi.
Phật thôi, không thành Phật mà thành Phật. Chịu nói không? Dạ chịu. Thì cái chứng này nó hiện ra sau khi mà em tu tương đối 3 tháng á, về thì nó phát hiện nó... Ở này có tập cho nó nhịn ăn rồi hốt không khí ra. Có gì đó không? Thì có đầy đủ hết rồi. Rồi hốt không khí không? Có. Chị năng nhìn sao nói vậy là. Thì sau khi 8 giờ em không ăn nữa, chỉ uống nước lọc thôi. Rồi 12 giờ mới ăn được. Được uống rồi. Rồi hốt không khí hết rồi sao? Qua thôi. Rồi mấy ngày rồi? Hết 2 tuần rồi em. Mà lúc bay lúc cũng tập thôi. Tuy nhiên không có thuần thục. Qua đây thì sao em tập gì được rồi? Em tập vậy là tôi hài lòng rồi. Dạ. Tại vì thực ra cái chữa bệnh mình chữa chính là nhờ cái đó. Dạ. Không nhờ cái đó đâu có hết được. Còn thấy gì mày đâu vậy? Chườm cả ngày á. Chườm cả ngày chứ không có chườm nó được. Dạ. Rồi hấp ảnh lên, hấp ảnh lên. Đấy. Thử cho tôi biết này. Cái này nó không có chỉ đơn thuần. Cái cuộc sống không có dính dáng nhiều, nó chỉ một phần thôi. Không có nhiều được. Nhưng mà do, chủ yếu là do cái khớp ăn. Có bán bị viêm. Giờ hết ra chưa? Nó đang đêm đêm. Đêm đêm hả? Để đi coi chứ. Về xuống đi. Cúi xuống đi. Rồi. Đánh mọi người đánh ra cho anh này đi. Bây giờ đi nhanh lên đi. Đấy, nó đau là do cái trận cái khớp háng. Bây giờ mà khớp háng phải chạy, phải về để tập trung là suốt suốt ngày. Tại vì tôi ở đây tôi sẽ tiếp tục diễn ra. Rồi đứng về đi, mạnh lên. Rồi đi mạnh lên. Chỉ còn cái khớp háng thôi. Đâu khác rồi. Đây nó còn riêng cái đó thôi. Nhanh đi em. Nhanh đi. Ok. Rồi, nhanh hơn nữa. Quá đẹp. Tốt lắm rồi. Rồi, tiếp nữa. Mạnh lên. Ok. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, thấy sao rồi? Bản thân em tự đánh giá, mọi người tự đánh giá. Dạ. Sao rồi? Cảm giác rất là nhẹ thôi. Ừ. Thông. Dạ. Tuy nhiên cái lúc mà mình chỉnh nó rất là đau. Đau đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ngay cái sự mà nó thông nó rất là mệt. Dạ. Nhưng mà giờ em, tôi nghĩ em bây giờ thực hiện túng dùm cho tôi. Dạ. Nhịn ăn, ốp không khí, chườm đá,
chúng ta liên tục cả ngày nha, tại vì bị viêm khớp áng rồi. Và hàng tuần tôi sẽ chỉnh nha, mỗi tuần chỉnh nha, là rồi tôi sẽ làm cho em bây giờ tôi tết tôi hứa làm cho em tết tết bây giờ em phải chọn bị hết cái viêm khớp áng rồi em đi được bình thường. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.